दो दिल बंधे बंधे एक डोरी से। Tôi muốn hỏi anh một điều, Raghu. Được, cô cứ nói. Mới nãy tôi thấy anh nói chuyện với Abhimanyu. Tại sao anh ta tới đây vậy? Tiểu thư à, Abhimanyu, anh ta muốn tới đây để gặp cô. Tôi cãi nhau với anh ta một trận. Từ nay về sau, anh ta sẽ không dám tới đây nữa. Được rồi, tôi chỉ muốn hỏi vậy thôi. Cảm ơn anh nha. Tiểu thư à, cô xuống nhà ăn sáng đi, tôi thay đồ rồi tới ngay. Được rồi. Xin lỗi. Đây là giấy tờ gì vậy? Không có gì, đây giấy tờ bình thường thôi. Cô đi xuống ăn sáng đi, tôi sẽ tới ngay. Được rồi, tôi đi nha. Anh cũng chuẩn bị nhanh lên rồi xuống ăn sáng đó. Được rồi, tiểu thư. Tôi phải nói dối cũng là muốn bảo vệ cô thôi. Tới khi tôi biết chắc chắn được sự thật rồi thì tôi sẽ nói cô nghe sao vậy? Thần linh ban phước cho con, phước lành của mẹ sẽ mãi ở bên con. Con làm việc chăm chỉ và đạt được nhiều thành công nha. Thần linh ban phước cho con. Anh hai à, đem theo cơm trưa đi. Em đã làm món rau mà anh thích nhất đó. Anh nhớ ăn cho đúng giờ đó nha, đừng bỏ bữa. Chúc anh mọi điều tốt đẹp nhất. Anh Raghu, chúc anh may mắn nha. Cảm ơn chú Raghu, chú đi làm chăm chỉ bằng cả trái tim. Rồi về nhà sớm nha. Được rồi, lúc chú về sẽ mua cho con thật nhiều sô-cô-la. Hay quá, không ai dặn con điều quan trọng này đâu. Con trai, lúc tới đó gặp người ta thì nhớ hỏi tới chuyện lương bổng trước đó, chuyện vô cùng quan trọng. Cố gắng đề nghị thật cao nha con. Con đi nha mẹ. Khoan đã con, muốn được may mắn cho thuận lợi thì con phải có chút ngọt ngào trong người. Bella, làm chút sữa với đường đi con. Chuyện may mắn này, ngày tốt lành này cũng nhờ tiểu thư đó. Cho nên tốt nhất hãy để con bé đưa đồ ngọt cho con đi. Nào tiểu thư, con tự tay đút cho nó thì sẽ tốt lắm đó. May mắn gì chứ, từ lúc nó bước chân tới đây, trong nhà mình toàn những chuyện gì đâu không hả?
có sữa chứ đường thì làm gì có may mắn. Ông im lặng chút đi. Ít ra trong một ngày như vậy, ông đừng có nói mấy lời như vậy chứ. Con cầm đi. Nè con. Hãy đút cho nó một miếng. Thưa ngài, tôi không thể nghe được cuộc trò chuyện của họ. Nhưng mà Abhimanyu đã đưa cho Raghu một số giấy tờ. Và lúc nhìn vào, anh ta có vẻ bị sốc. Chắc chắn đó là di chúc. Mà Abhimanyu đã giấu chúng ta rồi. Cứ tiếp tục thông báo cho chúng tôi nhất cử nhất động của Abhimanyu. Bây giờ ra ngoài đi. Vâng thưa bà. Nếu Raghu và Shivani biết được sự thật thì chúng ta sẽ phải... Đừng hoảng Jaswan. Em nghĩ là Abhimanyu chỉ đưa cho Raghu bản photo mà thôi, không phải là bản gốc đâu anh à. Anh đừng lo, chuyện gì rồi cũng sẽ có cách. Tới khi nào chứ Mahima? Abhimanyu đang tính kế chúng ta rồi. Bình tĩnh đi con. Tới giờ thì phong bì đã đóng lại rồi, con sẽ không bị sao hết. Trò chơi vẫn nằm trong tay con. Chỉ phải làm lúc này là gọi cho Abhimanyu và kêu cậu ta đến đây. Cho cậu ta coi tấm hình này rồi hỏi sự thật là gì. Mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi mà. Không biết liệu bản di chúc này có phải là bản gốc và có thật hay không. Nếu có thật thì bây giờ bản gốc đang ở đâu chứ? Alo tiểu thư, tôi không làm phiền anh chứ Raghu? Không đâu tiểu thư, bây giờ cũng là giờ nghỉ trưa rồi, tôi đang ăn trưa rồi. Anh đang ăn sao? Thật ra là tôi nóng lòng muốn biết ngày đầu đi làm của anh như thế nào. Anh kể tôi nghe được không? Mọi thứ không sao hết tiểu thư, chỉ là ngày đầu tiên nên là có chút căng thẳng, để không có sai sót thôi. Không cần phải lo đâu Raghu. Anh quên rồi sao? Anh là một áo thuật gia mà, có chuyện gì trên đời này mà anh không làm được đâu chứ, có phải vậy không? Raghu, chỉ còn có mấy phút thôi, ăn nhanh lên đi, nếu không thì cậu sẽ phải tiếp tục làm việc với cái bụng đói đó. Dân thưa ngài. Raghu, anh vẫn chưa ăn gì à? Là bởi tôi phải nói chuyện với cô mà, sao tôi ăn được chứ?
Vậy sao anh còn bắt máy làm gì? Anh đó, Ragu, ít ra phải ăn trước, rồi muốn làm gì thì làm chứ. Anh nói thử xem, này mới là ngày đầu tiên mà trong bụng không có gì thì làm sao làm được chứ. Thưa tiểu thư, trong bụng cứ cồn cào thì sao mà làm việc được. Thôi đừng nói nữa, Ragu. Thôi được rồi, tôi không muốn nghe anh kể gì nữa. Anh cứ giữ máy như vậy rồi ăn trưa đi. Xin lỗi, xin lỗi, tôi cũng ngốc quá. Tôi gọi nói chuyện thì sao mà anh không nghe được chứ. Được rồi, bây giờ tôi sẽ cúp máy. Được rồi, anh lo ăn trưa đi rồi nghỉ ngơi, lát nữa còn làm việc nữa. Tôi cúp máy nha, tạm biệt. कैसे कब जुड़ गए हम होठों पे खिली सरगम आगे रब की मर्जी आंसू दे या हंसी अपनी तिजोरी से दो दिल बंधे एक डोरी से दो दिल बंधे 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 बंधे एक डोरी से. Anh bạn à, đẩy phụ tôi với, còn đứng đó nhìn nữa. Có một thằng ngu đụng vô xe tôi rồi bỏ chạy mất. Nhích tới chút nữa đi. Được rồi, được rồi, đến đây được rồi. Không biết lái xe, cứ ra đường như một tên ngốc, rồi cứ nghĩ mình tuyệt vời lắm à. Cũng may là tôi đã mua bảo hiểm cho xe của tôi rồi, nếu không cũng không biết đào đâu ra tiền mà đi sửa nữa. Rồi bây giờ anh đứng đây nhìn tôi làm gì? Anh đi được rồi. Ôi thần linh ơi, cho tôi một điều tốt đẹp được không? Tại sao mình phải ở lại khu ổ chuột này hoài vậy? Lata, bà ngốc này, có chuyện gì? Tới phòng của Ragu lấy giùm tôi cái bảo hiểm xe ra đây. Tôi mới bị người ta đụng xe đây. Thần linh ơi, ông không sao chứ? Tôi không sao, nhưng mà cái thằng đụng xe tôi đó, đừng để tôi gặp lại nha, không thì tôi sẽ cho nó một trận. Rồi bà đứng đây nhìn gì nữa? Để lấy bảo hiểm cho tôi đi chứ. Tôi đi ngay đây. Xin chào. Sao vậy Just One? Tự nhiên lại mời tôi đến đây vậy? Chuyện này là gì? Thì ra anh cho người theo dõi tôi à? Đúng vậy. Để biết xem cậu là con người như thế nào. Cậu đang lên kế hoạch gì với Ragu? Mau nói đi, cậu đang có âm mưu gì? Âm mưu? Âm mưu gì chứ chị May Ma? Chuyện âm mưu là của hai người mà. Tôi chỉ là đi nói sự thật thôi. Sự thật. Tôi biết hai người rất muốn có được bản di chúc đó, có phải không? Tôi đưa bản photo đó cho Ragu rồi. Và sớm thôi, Shivani cũng sẽ phát hiện ra kế hoạch của hai người. Và rồi, khi tôi tìm lại được bản gốc, hai người sẽ phải ra đường, rồi ngủ trên lối đi bộ
như những người vô gia cư. Coi chừng đó, Abibanil. Thư giãn đi, Jaswan. Thư giãn đi. Hãy kiềm chế cơn giận của anh đi. Nó sẽ có cho anh đó. Được rồi, bây giờ thu tay lại đi. Chúng ta xong đời rồi. Thật sự không còn gì nữa rồi. Tất cả tan nát hết rồi. Bình tĩnh đi. Chỉ là một bản photo thôi mà. Con lo làm gì? Chừng nào tên Ragu đó có được bản gốc thì cậu ta mới làm hại chúng ta được chứ. Cô à, nếu vậy chúng ta phải làm sao đây? Thì trước khi cậu ta có được nó, chúng ta sẽ phải chơi trò chơi của mình. Trò chơi? Chúng ta phải làm gì? Hãy gọi Shivani, kêu nó đến đây cho cô. Shivani, đúng vậy. Do dil bandhe, bandhe ek dori se. Tiểu thư à, dân thưa mẹ, con có biết là Raghu nó để giấy bảo hiểm ở đâu không con? Giấy bảo hiểm con có thấy một lần. Để con nhớ thử xem. Đúng rồi, Raghu để nó trong tủ đó mẹ. Hãy chờ con một chút nha. Để con lấy cho. Đây, mẹ cầm đi. Tiểu thư à, ở trong đây nhiều giấy quá. Con xem giùm mẹ đi, bảo hiểm là cái nào. Dạ đây. Của mẹ đây, giấy bảo hiểm đó. Được rồi. Cái này. Người ký tên ở đây là Banquan Rana. Sẽ chỉ định đề cử cho lập ra hai người được ủy thác bản di chúc này sẽ là cháu gái của tôi, Shivani Rana, và nhân viên của tôi, Raghu Sahiriya, con trai của Baburam Sahiriya.
Đây là di chúc của ông nội. Điều đó có nghĩa là toàn bộ tài sản sẽ thuộc về mình và Ragu sao?